Dạ vâng, ở đầu gỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay bên xưởng nhà em mới hoàn thiện xong được cái phần hoàn thiện cuối cùng của 10 chiếc ghế ăn mẫu Louis Hòa Hồng. Bên xưởng nhà em làm và chế tác trên nền chất liệu là gỗ hương đá. Sản phẩm hàng đặc đến từ Bạn Bình, đến từ Thanh Hóa mọi người nhá. Thì hôm vừa rồi xong phần mộc, bên xưởng nhà em cũng đã quay video chi tiết cho bạn xem và toàn thể quý khách hàng xem rồi. Thì hôm nay hoàn thiện xong được cái phần hoàn thiện cuối cùng. Thế bên xưởng nhà em có quay lại cái video để gửi đến cho bạn và tiện thể giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng tham khảo và chiêm ngưỡng về 10 chiếc ghế ăn này. Đấy, mọi người nhìn 10 chiếc ghế này thì là mẫu Louis Hoa Hồng. Và sau đây bên xưởng nhà em sẽ đi vào gần hơn để mọi người có thể tham khảo, chiêm ngưỡng và rõ nét về 10 chiếc ghế ăn này mọi người nhá. Đầu tiên về phần quy kết thì bên xưởng nhà em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Sản phẩm thì là hàng VIP, hàng dày, đục là hai mặt như nhau mọi người nhá. Đục là hai mặt như nhau. Còn về phần độ dày thì đầu tiên là về phần mặt ngồi. Mặt ngồi này thì bên xưởng nhà em đang làm đây là mặt tràn liền nguyên tấm, dày là 4 phân mọi người nhá. Đấy, mặt tràn liền nguyên tấm, dày là 4 phân. Đấy, cực kỳ là dày. Mặt rộng 50 và sâu 45 phân. Đấy, mặt tràn này thì có ưu điểm là vân đẹp, gỗ đều màu. Đấy, vân đều và không bị tách rời. Đấy, mọi người nhìn vân liền lạc. Đấy. Còn những cái sản phẩm long khung thì nó sẽ có rãnh ở xung quanh như thế này thì rất khó là lau chùi. Cái này thì cực kỳ là dễ lau chùi, chỉ cần phủi qua một cái là sạch. Đấy, rất dễ lau chùi mà mặt tràn liền tấm dày 4 phân. Đấy, những cái sản phẩm thông thường thì mặt tràn cũng là mặt tràn nhưng mà mặt tràn sẽ dày là 2 phân rưỡi hoặc là mặt tràn dày 2 phân 8 đến 3 phân. Nên bên xưởng em đang làm là mặt tràn liền tấm dày 4 phân. Đấy, hàng đại, hàng to và là hàng dày dặn nhất thị trường mọi người nhá. Đấy, phần yếm này thì bên xưởng em làm là 3 phân, chân là chân 8. Chân là chân 8, yếm là yếm 3. Đấy, cực kỳ là dày dặn cũng như là chắc chắn đó mọi người. Còn tiếp theo là phần tựa lưng mọi người nhá. Tựa lưng ở đây thì sẽ có phần trương, phần vách và phần vai. Đấy, thì đầu tiên bên xưởng em giới thiệu là phần trương cho mọi người nhá. Đấy, phần trương này hiện tại thì bên xưởng em đang làm đây với độ dày là 5 phân rưỡi xẻ gỗ ra. Thì khi làm xong thì chỗ dày nhất vẫn còn khoảng tầm 5 phân. Đấy, xong xuống chỗ này thì khoảng 4 phân 8, 4 phân 7, 4 phân 6. Nói chung là nó nhỏ dần theo cái mẫu đục. Đấy, thì là xẻ gỗ ra là 5 phân rưỡi. Đấy, khi làm xong là còn 5 phân. Đấy, bên xưởng em thì có sao thì nói đúng như vậy. Còn nếu mà quý khách hàng mà chơi kiểu kỹ tính thì có thể là nói với mọi người là đúng là 5 phân, chỗ là dày nhất là còn 5 phân. Còn khi xẻ gỗ ra thì mọi người cũng không thể biết được, bên xưởng em xẻ là 5 phân rưỡi cơ. Đấy, 5 phân rưỡi cưa cơ. Đấy, thì tính ra thì còn là 5 phân mọi người ạ. Đấy, đây là phần trương nhá mọi người nhá. Đục là hai mặt. Đấy, đục là hai mặt. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đây nhìn, đây là cả, đây là mặt trước này, đây là mặt sau này. Đấy. Tiếp theo là đến phần vách mọi người nhá. Vách thì bên xưởng nhà em cũng làm đây, đang làm đây là đục là hai mặt y như nhau. Đấy, đục hai mặt y như nhau. Đấy, ván vách này thì bên xưởng nhà em đang làm đây là 2 phân rưỡi. Ván vách làm dày là 2 phân rưỡi cơ. Đấy, đục hai mặt độ sâu như nhau, cả phần trương cũng vậy, đục sâu là như nhau. Đấy, những cái sản phẩm mà thông thường trên thị trường ấy thì ván vách chỉ có làm là 1 phân rưỡi thôi. Nên là người ta đục thì cũng chỉ đục được một mặt hoặc là người ta đục hai mặt nhưng mà đục đằng sau thì sẽ là lông hơn. Đấy, kể cả phần trương cũng vậy, người ta làm là 4 phân rưỡi thì mặt sau người ta sẽ đục lông hơn, nhưng bây giờ em làm 5 phân rưỡi thì đục cả hai mặt là sâu như nhau người nhá. Sâu như nhau. Đấy. Đấy. Và đường nét chi tiết ở hoa là tây thì bên xưởng nhà em là đục tỉa cực kỳ là sắc nét, kèm theo là những cái lỗ bên xưởng nhà em hoàn thiện đánh giấy giáp cực kỳ là kỹ. Đấy, cực kỳ là kỹ cho mọi người, sờ mịn thín mát thát luôn. Đấy. Nhìn. Đấy, thì đây dáng ghế tròn đẹp. Đấy, tựa lưng to, ngồi rất là sướng ghế này. Đấy, một chiếc ghế như này thì bên xưởng nhà em đang bán đây là 3.800.000 một cái mọi người nhá. 3.800.000 không? Một chiếc ghế ăn như thế này. Đấy. Rất là đẹp. Thì anh Bình đặt ở bên xưởng nhà em là 6 chiếc ghế rồi. Nay đặt thêm 10 chiếc cái nữa. Đấy. Hôm nay hoàn thiện xong đây. Đấy, xe đến nơi. Đấy. Và bên xưởng nhà em thì ở làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và có vận chuyển toàn quốc Bắc Trung và Nam. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu mua
thì liên hệ trực tiếp với xưởng qua số điện thoại trên màn hình đây là 0963 245 123 để được bên xưởng nhà em tư vấn cụ thể chi tiết hơn. Và bên xưởng nhà em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.